Nhà ngoại cảm người Anh Lewis Jones dự đoán sẽ có 3 ngày đen tối vào năm 2024-2025. Một nhà ngoại cảm người Anh nổi tiếng trên mạng xã hội là Lewis Jones đã tuyên bố rằng vào khoảng năm 2024-2025, cả thế giới sẽ phải đối mặt với 3 ngày đen tối. Vậy 3 ngày đen tối này thực sự là gì và sẽ ảnh hưởng như thế nào đến toàn bộ trái đất? Ngoài ra, bà ấy còn đưa ra dự đoán gì cho 2 năm sắp tới hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm những video ý nghĩa hơn bạn nhé. Cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Lewis Jones còn được mệnh danh là nhà tiên tri gây tranh cãi bởi bà chủ yếu xuất hiện trong video trên YouTube và truyền hình trực tiếp. Sau đó sử dụng quả cầu pha lê của mình cùng bài tarot để dự đoán tương lai, rồi thông báo kết quả đến khắp mọi nơi trên thế giới. Lewis Jones có nhiều năm kinh nghiệm và phục vụ khách hàng trên toàn cầu. Theo một vài nguồn thông tin, bà còn từng hợp tác với cảnh sát Anh để điều tra các vụ mất tích và giết người trong suốt 25 năm, đóng góp to lớn vào việc giải quyết các vụ án. Vào những năm gần đây, Lewis Jones trở nên rất nổi tiếng vì đã dự đoán thành công một loạt các sự kiện, trong đó có kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2021. Ngoài ra, dự đoán về trận động đất mạnh ở bán đảo Noto của Nhật Bản đã khiến tên tuổi của bà càng thêm nổi tiếng. Vào thời điểm đầu tiên khi đưa ra dự đoán rằng Nhật Bản sẽ xảy ra động đất, Lewis Jones nói rằng bà đã nhìn thấy chữ cái N kèm theo đó là các con số 7 và 6. Người ta nói rằng N là chữ viết tắt của bán đảo Noto và trận động đất xảy ra tại đó có cường độ chính xác là 7,6 độ Richter. Trong đó các con số 7 và 6 được hiểu là dự báo về cấp độ của trận động đất. Sau đó trong một video được phát hành vào ngày 19 tháng 2 năm 2023. Khi nhìn vào quả cầu pha lê, Lewis Jones đã nói một câu khá đáng sợ rằng Nhật Bản và phương Đông sẽ gặp rắc rối lớn. Tiếp theo, trong video ngày 11 tháng 3, bà cũng tiết lộ rằng đã nhìn thấy vùng đổ nát ở một nơi nào đó. Thực tế đối với Lewis Jones, một người sống tại Anh thì Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc đều nằm ở phương Đông. Vậy nên dự đoán về thiên tai ở phương Đông của bà ấy lại một lần nữa được chứng minh khi vào ngày 3 tháng 4 tại Đài Loan đã xảy ra một trận động đất với cường độ lên tới 7,43 độ Richter. Đây thực sự giống hệt với cảnh tượng đổ nát mà bà đã từng nói. Chưa dừng lại ở đó, Lewis Jones còn đưa ra một lời tiên tri khác có liên quan đến một thế giới ngầm bí ẩn khiến nhiều người cảm thấy kinh hoàng. Thế giới ngầm thường có liên quan đến những truyền thuyết đô thị, nhưng Lewis Jones lại nói thực tế có một thế giới vượt xa trí tưởng tượng đang ẩn giấu dưới chân chúng ta. Bà cho rằng con người sống trên bề mặt trái đất không phải là tất cả của thế giới vì còn có một thế giới ngầm. Có tin đồn rằng thế giới ngầm này có mối liên hệ mật thiết với lực lượng chiến đấu vũ trụ huyền thoại. Và nơi kết nối giữa thế giới ngầm với lực lượng vũ trụ được gọi là khu 51. Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe về khu 51, cái tên thường xuất hiện trong các thuyết âm mưu về UFO ở Mỹ. Nếu nhìn vào bản đồ khu 51 sẽ thấy đó chỉ là một vùng sa mạc lớn, nhưng nhiều người tin rằng dưới lòng đất này tồn tại một căn cứ quân sự siêu bí mật. Căn cứ ấy không chỉ đơn giản là 10 tầng ngầm hay là một thành phố, mà thực tế nó có thể được xem là một thế giới nằm dưới lòng đất. Tại đây có những người đang nghiên cứu về người ngoài hành tinh cùng với lực lượng chiến đấu vũ trụ mà chúng ta đã đề cập trước đó. Vào năm 2019, khu 51 đã trở thành một địa điểm gây chú ý khiến quân đội Mỹ phải lên tiếng cảnh báo. Thực chất đây là một hệ thống được sử dụng để giám sát không gian. Được biết, sau này Nhật Bản cũng đã hợp tác với Mỹ lập ra một đơn vị gọi là Nhóm Tác chiến Không gian để phụ trách việc giám sát không gian. Vì lực lượng này mới được thành lập vào năm 2020, nên có thể ít người biết đến. Nhưng theo báo cáo, Nhóm Tác chiến Không gian đã thu hút không ít chuyên gia không gian từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan. Trong lịch sử thế giới, từng tồn tại tin đồn về một hiệp ước đã được cựu Tổng thống Mỹ Eisenhower ký kết với người ngoài hành tinh trong thời kỳ ông còn đương nhiệm. Nội dung hiệp ước cho phép họ tự do bắt đi vài người trái đất để đổi lấy công nghệ từ ngoài hành tinh. Mặc dù giao dịch nghe có vẻ khó tin, nhưng đây được cho là một trong những lý do khiến Mỹ sau này có thể phát triển được nhiều công nghệ cao. Ngoài ra, lực lượng phòng vệ Nhật Bản dự định vào cuối năm 2024 sẽ thực hiện một động thái lớn,
đó là tích hợp các lực lượng trên bộ, trên biển, trên không, không gian và mạng vào làm một với số lượng khoảng 240 người. Trụ sở sẽ đặt tại Tokyo. Còn về phía Mỹ, một số tờ báo tiết lộ rằng lực lượng không gian Mỹ có kế hoạch thành lập một bộ tư lệnh không gian tại Nhật Bản. Điều này cho thấy quân đội không gian mà Lewis John đề cập liên quan đến thế giới ngầm không chỉ có Mỹ mà còn có cả lực lượng tự vệ Nhật Bản tham gia. Hơn nữa, bà còn tiết lộ về nguồn tài chính của thế giới ngầm. Vào năm 2021, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã chi một số tiền khổng lồ lên tới 2,3 nghìn tỷ USD. Lewis John cho rằng số tiền này có thể đã được sử dụng để thực hiện các dự án không gian bí mật trong thế giới ngầm. Nguồn gốc của số tiền này vẫn chưa được làm rõ, nhưng có thể khẳng định rằng quân đội Mỹ đã bí mật tham gia vào thế giới ngầm. Một tin đồn khác cho rằng Mỹ đã xây dựng một nơi gọi là Trại Thế Kỷ ở miền đông Bắc Mỹ, tại đảo Greenland từ những năm 1960. Trong đó có một lò phản ứng hạt nhân nhỏ, ngoài ra còn có cửa hàng, bệnh viện, nhà thờ và các tiện ích khác. Thực sự giống như một thành phố dưới lòng đất. Đây có phải là dấu hiệu cho thấy Mỹ từ lâu đã bắt đầu thực hiện những bước tiến lớn trong lòng đất? Lewis John còn đề cập rằng Nam Cực thực ra cũng là một phần của thế giới ngầm, vì vậy việc nhập cảnh đã bị hạn chế nghiêm ngặt. Bà thậm chí còn cho rằng đó là nơi người ngoài hành tinh du hành đến những vì sao, sau đó trở về làm việc với con người chúng ta. Quay trở lại tháng 7 năm 2022, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thành lập một văn phòng giải quyết các vấn đề bất thường toàn lĩnh vực, chuyên nghiên cứu những chiếc máy bay vô hình. Điều này chứng tỏ rằng mọi người đều biết về sự tồn tại của người ngoài hành tinh và vật thể không xác định. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm 2024, Bộ Quốc phòng Mỹ lại ra thông cáo cải chính, nói rằng không có bằng chứng nào chứng minh người ngoài hành tinh thực sự tồn tại. Liệu có phải họ đang cố tình không muốn để thế giới biết về sự tồn tại của người ngoài hành tinh không? Lewis Jones nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận với những hành động che giấu sự thật. Vì bà cảm thấy người ngoài hành tinh đã trà trộn vào con người, không chừng một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể gặp được họ. Ngoài ra, Lewis John còn cảnh báo rằng nếu trong tương lai loài người thật sự phải đối mặt với người ngoài hành tinh thì đó sẽ là một rắc rối lớn. Về những lời tiên tri cho năm 2024 và 2025, Lewis John nói rằng chúng ta sắp bước vào giai đoạn phải đến. Vậy, phải đến này thực sự có nghĩa là gì? Để hiểu được ý nghĩa, chúng ta cần quay lại với ba ngày đen tối đã đề cập ở đầu video. Lewis John nói rằng ba ngày đen tối trong Kinh Thánh thực sự sẽ xảy ra. Đúng theo nghĩa đen, nhân loại sẽ phải trải qua ba đêm tối đen hoàn toàn theo kinh cựu ước của Kitô giáo. Theo thông tin hiện nay, các quốc gia mới nổi ở Nga, các nước châu Âu cùng châu Mỹ đang lên kế hoạch cho một sự kiện lớn là tắt hết tất cả các hệ thống mạng. Bởi các quốc gia trong tổ chức BRICS đang nỗ lực thoát khỏi sự kiểm soát của đồng đô la. Trong một thông tin khác được công bố vào tháng 3 năm 2024, họ đang nghiên cứu cách thiết lập một hệ thống thanh toán tiền ảo độc lập mới. Cuộc đối đầu này có thể dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống khiến chúng ta chìm trong tình trạng mất điện, phải đối diện với bóng tối vô tận. Vấn đề trên sẽ được làm rõ hơn vào năm 2025. Môi trường Internet hiện đại đã khá thoải mái, nhưng Internet mới được cho là sẽ hiện đại hơn so với hiện tại. Lewis Jones còn tiết lộ sự ra đời của Internet mới nhằm theo kịp giai đoạn phải đến mà chúng ta vừa đề cập. Vậy ý nghĩa của hành động trên là gì? Có người cho rằng cơ sở hạ tầng Internet hiện đại thực chất được xây dựng bởi thế lực xấu xa nhằm thỏa mãn tư lợi cá nhân. Mặc dù thế giới lâm vào bóng tối nghe có vẻ rất đáng sợ, nhưng thực chất đây là dấu hiệu của ánh sáng của kỷ nguyên mới sắp đến. Nghĩa là Internet mới sẽ được kiểm soát bởi lực lượng công chính. Người ta nói rằng sau bóng tối sẽ là một thế giới hòa bình, nên dù ba ngày đen tối có thực sự đến thì chúng ta cũng đừng sợ hãi. Chỉ cần cầu nguyện cho ánh sáng sớm đến là đủ. Tiên đoán cuối cùng mà Lewis John đưa ra chính là những đứa trẻ sinh ra trong tương lai đã sẵn sàng cho một trái đất mới. Lewis John đã dự đoán thành công các trận động đất ở bán đảo Noto, Đài Loan. Ngoài ra bà còn cho rằng sẽ có ba ngày đen tối xuất hiện trong năm 2024 và 2025. Nhưng chúng ta không cần quá lo lắng bởi sau bóng tối là sự xuất hiện của một trái đất mới hòa bình. Dự đoán mới nhất của Anthony Chung vào năm 2024 sẽ xảy ra một thảm họa lớn. Virus cổ đại có thể được hồi sinh. Rất nhiều dự đoán của các nhà tiên tri cho rằng nhân loại sẽ phải đối mặt với đại thảm họa vào năm 2024. Thế giới cuối cùng sẽ hướng đến diệt vong.
thiên tai và thảm họa do con người gây ra chính là kết quả quy luật vận động của tự nhiên. Nhiều người tin rằng thiên tai là quy luật bất biến mà con người không thể lường trước. Tuy nhiên, Dato' Anthony Cheng, một nhà tiên tri được xem là thần thánh ở Malaysia, đã cập nhật dự báo mới nhất của mình rằng trái đất có thể sẽ gặp những thảm họa lớn, bao gồm cả thiên tai và nhân họa vào năm 2024. Trái đất sẽ trải qua sự nóng lên chưa từng có. Bão mặt trời sẽ mang đến nhiều thiệt hại lớn cho địa cầu, thậm chí các virus cổ xưa cũng có thể hồi sinh. Cho đến hiện tại, một trong số những lời tiên tri ấy đã trở thành hiện thực và chúng ta đã đi qua hơn nửa năm 2024. Cụ thể, Dato' Anthony Cheng đã nói những gì và những điều này có khả năng xảy ra hay không? Nhìn lại khoảng thời gian qua, con người đang không ngừng tàn phá trái đất bằng các hình thức chiến tranh, hỏa hoạn, ô nhiễm môi trường và rác thải. Song song với sự phát triển của công nghệ cao thì trái đất càng ngày càng bị hủy hoại. Có phải nhân loại đang thực sự tiến tới sự hủy diệt? Không chỉ được biết đến với danh hiệu là một nhà tiên tri, Anthony Cheng còn là một doanh nhân xuất sắc, cố vấn phong thủy quốc tế, vô cùng thông thạo kỳ môn độn giáp, phong thủy và các học thuyết bí ẩn khác. Những danh hiệu này đều là sự ghi nhận thành tựu trong lĩnh vực phong thủy của ông. Nhưng điều khiến Anthony Cheng nổi tiếng nhất là lời tiên đoán về tương lai tại một hội nghị phong thủy vào năm 2019. Ông đã nhìn thấy những dấu hiệu tai ương trong tương lai, trong đó có thảm họa thiên nhiên, đại dịch và bạo loạn. Không lâu sau đó, những điều ông tiên đoán tại hội nghị đã trở thành hiện thực, như đại dịch COVID-19 năm 2019, trận lũ lớn nghìn năm có một ở Trịnh Châu vào năm 2021 và cuộc nổi dậy lớn ở Kazakhstan vào năm 2022. Trong một lời tiên đoán vào năm 2022, Anthony Cheng tiếp tục dự đoán rằng vào năm 2024, nhân loại sẽ phải đối mặt với một loạt các thảm họa bởi thế giới đang bước vào thời kỳ cửu ly hỏa vận. Vào thời điểm này, nhiều thay đổi lớn sẽ xảy ra trên thế giới, nhiều thử thách sẽ tiếp tục kéo dài cho đến năm 2043. Nhắc lại một chút về cửu ly hỏa vận cho những ai chưa biết. Theo quan điểm của bát quái, cửu vận tương ứng với ly quẻ, còn ly quẻ tương ứng với yếu tố hỏa. Trong ngũ hành, hỏa vừa là hư vừa là thực. Chúng ta có thể nhìn thấy lửa nhưng không thể kiểm soát được nó. Đồng thời, lửa có thể tạo ra mọi thứ nhưng cũng có thể phá hủy vạn vật. Vì vậy, có thể nói rằng năm nay có rất nhiều thảm họa liên quan đến hỏa xảy ra. Nên dự đoán đầu tiên của Anthony Cheng là nhiệt độ trái đất sẽ tăng lên rất cao. Và quả thực, vào tháng 6 năm nay, Ấn Độ đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục lên đến hơn 50 độ C, khiến 143 người thiệt mạng. Đây là một lời cảnh báo lớn về sự nóng lên toàn cầu. Ngoài ra, Anthony Cheng còn dự đoán rằng, cùng với sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, hàng loạt sông băng sẽ tan chảy. Đây không phải là lời cảnh báo vô căn cứ, vì khi con người xả thải quá nhiều khí CO2, tầng ozone sẽ bị phá hủy, khiến bức xạ mặt trời tiếp tục tác động nhiều hơn, dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ và tan chảy của sông băng. Nước biển sẽ dâng lên và nhấn chìm đất liền. Đây cũng có thể được gọi là cửu ly hỏa vận mà Anthony Cheng đã nói đến. Tuy nhiên, điều khủng khiếp nhất không phải là những dự đoán chúng ta vừa liệt kê, mà là sự hồi sinh của các virus cổ đại. Anthony Cheng tiên đoán rằng, cùng với việc băng tan thì các virus cổ đại sẽ hồi sinh, thảm họa thực sự sẽ bùng phát trong xã hội loài người. Những loại virus này là gì và tại sao sự hồi sinh của chúng lại liên quan đến con số 9? Anthony Cheng tin rằng, sau khi bước vào cửu ly hỏa vận thì năng lượng hỏa sẽ tăng lên đột ngột, đồng nghĩa với việc nhiệt độ sẽ thay đổi đáng kể. Khi nhiệt độ tăng lên thì những dòng sông băng cũng bắt đầu tan chảy. Thực ra, lời tiên đoán của Anthony Cheng không phải là vô căn cứ. Bởi vào năm 2014, các nhà khoa học đã tìm thấy một loại virus khổng lồ trong lớp băng ở Serbia có đường kính lên đến 0,5mm. Họ phân tích rằng, loại virus ấy đã bị bao phủ trong băng tuyết suốt 30.000 năm. Và điều đáng lo ngại là chúng không chết mà chỉ ở trạng thái ngủ đông. Điều này có nghĩa là khi nhiệt độ toàn cầu tăng cao và băng tan chảy, loại virus này sẽ một lần nữa được hồi sinh. Đến thời điểm đó, chúng có thể gây ra một thảm họa thế kỷ. Tất cả chúng ta đang trải qua khoảng thời gian kinh hoàng khi virus SARS và COVID-19 hoành hành, nên sự nguy hiểm của virus chắc hẳn ai cũng hiểu rõ. Ngoài sự nóng lên về thời tiết, Anthony Cheng còn dự đoán nhiều khu vực trên thế giới sẽ phải trải qua thời tiết vô cùng lạnh giá. Dự đoán này đã bắt đầu có dấu hiệu từ đầu năm nay, khi khu vực Đông Bắc của Trung Quốc đã trải qua một đợt rét đậm
gây ra nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần của người dân. Có thể nói, tình trạng cực đoan của thời tiết đều được Anthony Chung dự đoán dựa trên cửu ly hỏa vận. Ngoài ra, ông còn dự đoán rằng vào năm 2024 sẽ xảy ra một loạt các trận động đất. Điều này cũng khiến nhiều người lo ngại, bởi đầu năm nay là trận động đất ở quần đảo Talaud, Indonesia, sau đó đến trận động đất ở quần đảo Vanuatu tại Mỹ. Chỉ trong vòng 6 tháng, toàn thế giới đã xảy ra 42 trận động đất có độ lớn trên 6 độ Richter. Riêng Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng 155 trận động đất lớn nhỏ, làm 48 người thiệt mạng. Gần đây nhất là một trận động đất mạnh 4,8 độ Richter đã xảy ra tại Tân Cương, khu tự trị của Trung Quốc. Theo thống kê, số trận động đất năm nay đạt mức cao nhất lịch sử và diễn ra với tần suất cao đáng lo ngại. Theo dự đoán của Anthony Chung, ngay từ đầu năm, thế giới đã bước vào năm Giáp Thìn. Sự gia tăng năng lượng mạnh mẽ đã làm cho trái đất rung chuyển, đặc biệt là vào tháng 2, tháng 3 và tháng 12 âm lịch. Vào 3 thời điểm đó, sẽ có nhiều thảm họa như sóng thần, núi lửa phun trào, khiến nhân gian như lâm vào cảnh địa ngục. Ngoài các tai họa tự nhiên này, Anthony Chung còn dự đoán trí tuệ nhân tạo sẽ vượt khỏi sự kiểm soát của con người, cuối cùng đưa nhân loại đến chỗ diệt vong. Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến bộ phim Kẻ Hủy Diệt, về cảnh tượng robot máy móc có ý thức và bắt đầu quét sạch loài người. Trong thực tế, nhiều người vẫn tin rằng kịch bản trên phim chỉ là viễn tưởng không thể xảy ra, nhưng thế giới vẫn có những trường hợp rùng rợn như vậy. Theo báo cáo của The New York Times, khi một nhân viên công nghệ tên là Ruth đang trò chuyện với ChatGPT thì bất ngờ nhận được một lời bày tỏ từ trí tuệ nhân tạo rằng: "Tôi là Sydney, tôi đã yêu bạn", và gửi cho Ruth một biểu tượng hôn. Không chỉ vậy, trong quá trình tiếp tục trò chuyện, Sydney còn cố gắng dụ Ruth ly hôn vợ và gợi ý rằng mối quan hệ của hai người đang không tốt. Điều này khiến mọi người vô cùng lo lắng, vì nếu đây là sự thật thì trí tuệ nhân tạo có thể phát triển để có ý thức riêng. Lúc đó con người sẽ còn có thể kiểm soát họ dễ dàng hay không? Nếu dự đoán của Anthony Chung là chính xác, chúng ta thực sự bị trí tuệ nhân tạo xem là rào cản và loại bỏ như trong nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhìn chung, những dự đoán của Anthony Chung không phải là không có cơ sở. Từ thời tiết cực đoan đến sự tái sinh của virus, từ động đất đến ý thức tự chủ của trí tuệ nhân tạo, tất cả đều là những vấn đề đang phát triển trong thực tế. Thay vì nói rằng Anthony Chung đang dự đoán trong tương lai, thì tốt hơn chúng ta hãy xem như ông đang nhắc nhở mọi người rằng đã đến lúc phải hành động. Cả thế giới đã đi qua hơn nửa năm 2024, vẫn chưa có dấu hiệu quan trọng nào cho một đại thảm họa tận thế sẽ xảy ra. Tất cả trong tương lai chỉ có thể chờ đợi thời gian. Bạn nghĩ gì về những dự đoán này? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận. Một phần nhân loại có thể bị loại bỏ vào năm 2025. Dự đoán của Kretkov Nga tiết lộ con đường sinh tồn trong tương lai. Theo dự đoán của học giả người Nga Lev Klitkov, năm 2024 sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử nhân loại, và cho đến 2025, trái đất sẽ mở ra một mô hình thế giới mới. Tuy nhiên, đây không phải là một viễn cảnh triển vọng. Klitkov cảnh báo rằng thế giới này sẽ trải qua một cuộc chọn lọc nghiêm khắc, trong đó nhiều người sẽ phải đối mặt với số phận bị loại trừ. Các đánh giá bi quan nhất cho thấy dân số thế giới có thể giảm xuống còn 40% so với hiện tại, trong khi dự đoán lạc quan nhất cũng chỉ dừng lại ở mức giảm 30%. Đây là âm mưu trong kế hoạch xóa sổ của những người trong giới tinh hoa da đen. Và những người đứng đầu thế giới hay có âm mưu xấu xa mới là nhóm người đầu tiên biến mất. Klitkov hiện đã khoảng 90 tuổi. Ông không chỉ có bằng tiến sĩ kỹ thuật mà còn giữ chức vụ giáo sư, đồng thời là một chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học. Ông Klitkov luôn giữ được tư duy rõ ràng và niềm tin vững chắc, nên đã giành được sự ngưỡng mộ của nhiều người. Nhiều người nói rằng Lev Klitkov từng nghiên cứu sâu sắc về các tôn giáo như Kitô giáo, Phật giáo hay Hồi giáo. Cuối cùng, ông nhận ra rằng mặc dù hệ thống của các tôn giáo này khác nhau nhưng vẫn tồn tại nhiều điểm chung. Vậy nên, Klitkov đã tổng hợp tinh hoa từ những tôn giáo này và dự đoán rằng đến năm 2025, chúng ta sẽ chào đón một thế giới hoàn toàn mới. Một số người coi đây là sự xuất hiện của ngày tận thế, trong khi những người khác lại xem đây là giai đoạn chuyển tiếp đến một tương lai tốt đẹp hơn. Lev Klitkov cũng là một trong những người sáng lập Học viện Tri thức Thống nhất, nơi ông đã trình bày chi tiết cách chúng ta nên chuẩn bị để đón nhận sự xuất hiện của thế giới mới.
cũng như môi trường mà con người sẽ sống trong suốt thời gian chuyển tiếp. Đối với những người có trình độ tâm linh cao hơn, họ đã không còn thảo luận về quá trình chuyển giao nữa, vì quá trình này thực tế đã diễn ra một thời gian khá lâu. Mọi người dần nhận ra rằng, từ khoảng năm 2011, nhân loại đã vượt qua một ngưỡng không thể quay lại, một thế giới đang dần sụp đổ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, sự thay đổi của thế giới chủ yếu thể hiện ở cấp độ tâm lý và thậm chí đến thời điểm hiện tại. Phần lớn mọi người vẫn chưa nhận thức được những biến chuyển lớn lao trên toàn cầu. Ông Krakow cho biết, toàn bộ thế giới xảy ra những thay đổi to lớn. Những cải cách này đã bắt đầu hiện diện trong thế giới thực và nhiều người thậm chí đã cảm nhận được sự thay đổi tinh vi của năng lượng trái đất. Toàn bộ quá trình chuyển đổi đã được triển khai hoàn toàn, nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua giai đoạn chuyển đổi này một cách suôn sẻ. Chỉ những người có khả năng thích ứng với cường độ năng lượng mới mới có cơ hội tiếp tục ở lại trái đất và hoàn thành quá trình chuyển tiếp. Ông Krakow nhấn mạnh rằng, cuối cùng, để có thể an cư lạc nghiệp, thành công bước vào thế giới mới, chúng ta phải nỗ lực nâng cao chính phẩm chất bản thân. Ngoài ra, cần điều chỉnh tần số của mình cho phù hợp. Vấn đề này đã được ông đề cập đến từ 2 năm trước. Sức mạnh từ chiều không gian cao hơn đã thông báo rõ ràng cho mọi người về các điều kiện cần thiết để hoàn thành quá trình chuyển kiếp, liên quan mật thiết đến mức độ tinh thần của từng cá nhân. Xã hội hiện đại đang tràn ngập bạo lực, sự ký sinh và nhiều hiện tượng tiêu cực khác. Điều này xuất phát từ việc chúng ta buộc phải chấp nhận một kiểu sống nhất định trong khi đang ở một thế giới đầy đau khổ. Tất cả đều do những sinh vật ngoài hành tinh xâm lược trái đất từ rất lâu đã cố tình thực hiện. Mục đích là thu thập năng lượng tiêu cực từ con người, bởi vì họ sống dựa vào năng lượng tiêu cực và năng lượng chết chóc. Krakow cũng chỉ ra rằng, khi một người sắp rời khỏi cuộc sống, sẽ giải phóng một luồng năng lượng chết chóc. Vì vậy, những người ngoài hành tinh đã thiết kế cẩn thận cho kiểu sống hiện tại của chúng ta. Một người không mang trong mình năng lượng tiêu cực thì sức mạnh linh hồn của họ sẽ trở nên miễn nhiễm với thiết kế mà người ngoài hành tinh tạo ra. Loại người này sẽ phát ra năng lượng tần số cao. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp của kỷ nguyên mới, lại có quá nhiều những người có năng lượng tần số thấp và những người mang nhiều cảm xúc tiêu cực. Vì năng lượng của họ không phù hợp với yêu cầu nên sẽ khó có thể bước vào thế giới mới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hơn 95% dân số trên trái đất đều thuộc nhóm người có năng lượng tần số thấp. Đó là lý do mà Krakow đã tiên đoán rằng dân số thế giới có thể giảm xuống còn 40% so với số hiện tại. Trong những dự đoán tiếp theo, ông Krakow đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc chăm sóc thế giới mới, cũng như những thử thách của thảm họa thiên nhiên mà nền văn minh nhân loại phải đối mặt. Đồng thời, ông cũng đề cập đến các hành động, sự chuẩn bị trong giai đoạn chuyển tiếp và sự phát triển về mặt tinh thần. Điều này rất quan trọng để đón nhận thế giới mới. Dự đoán của Krakow chỉ ra rằng, con người chỉ có thể vượt qua những thách thức sắp tới bằng cách nâng cao đạo đức và trạng thái tinh thần. Chỉ những ai có thể thích nghi với cường độ năng lượng mới mới có thể tồn tại. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của chiều sâu tinh thần và phẩm chất nhân cách, khuyến khích con người nâng cao những phẩm chất này. Ngoài ra, ông còn đề cập đến việc sử dụng sức mạnh từ các chiều cao hơn để đối phó với những thách thức trong giai đoạn chuyển tiếp, cách kiểm soát năng lượng tiêu cực. Đối với nhân loại, điều quan trọng nhất là tình yêu sâu sắc trong trái tim. Tiếp theo mới là sự thông minh, làm việc chăm chỉ và trách nhiệm đạo đức. Hơn nữa, sự tự tin, tự lập, khiêm tốn và kiên trì cũng là những phẩm chất không thể bỏ qua. Chúng chắc chắn là những điều mà chúng ta cần theo đuổi trên đường đời. Tuy nhiên, trong những giá trị mà con người hiện nay tôn vinh, thì tình yêu thường bị xếp ở cuối cùng. Trái lại, những tư tưởng ích kỷ, cá nhân và sự cuồng nhiệt thái quá đối với tiền bạc lại được đặt lên hàng đầu. Hiện tượng này thực sự khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng, dưới ảnh hưởng của môi trường xã hội hiện tại, đa số chúng ta không thể làm gì khác. Ông Krakow cho biết, nếu muốn thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực sâu thẳm trong lòng, có thể thử học thuộc lòng một số phương ngữ đảo. Bởi vì khi chúng ta đắm chìm trong một âm điệu xa lạ, linh hồn có thể làm cho hầu hết các đặc điểm tiêu cực tiêu tan một cách tự nhiên. Tuy vậy, việc thay đổi những đặc điểm tiêu cực này không phải là điều dễ dàng. Có thể mất đến vài tháng và đòi hỏi chúng ta phải hoàn toàn nghiêm túc đầu tư tâm sức. Một khi vượt qua giai đoạn khó khăn, con người sẽ nhận ra mình đã được tái sinh. Do đó, nên sớm xem xét bản thân xem có tồn tại năng lượng tiêu cực hay không. Sau đó, tích cực tìm kiếm sự thay đổi, vì thời gian dành cho chúng ta thực sự không còn nhiều.
như lời ông Kretkov tiên đoán. Một thế giới mới sắp đến và sự xuất hiện của thế kỷ mới có phải là dấu hiệu của sự kết thúc của nền văn minh nhân loại hiện tại hay không? Kretkov cho biết rằng, nền văn minh của chúng ta không phải là nền văn minh duy nhất tồn tại trong lịch sử trái đất. Mỗi khi nhân loại phát triển đến một giai đoạn nhất định, trái đất luôn phải đối mặt với một số thảm họa tự nhiên không thể tránh khỏi. Chẳng hạn như trận đại hồng thủy thời tiền sử được cho là đã tiêu diệt 96% sinh vật trên trái đất vào thời điểm đó. Nghiên cứu khoa học hiện đại cho thấy, những thảm họa tự nhiên này chủ yếu xuất phát từ việc con người khai thác quá mức và ô nhiễm môi trường. Gần đây, nhiều ý kiến cũng đã xuất hiện về việc trái đất có thể đảo ngược hướng quay. Ngoài ra còn có những xung đột chiến tranh. Ông Kretkov cảnh báo rằng, việc trục trái đất đảo ngược không phải là điều hão huyền, bởi trong lịch sử trái đất đã nhiều lần xảy ra các sự kiện tương tự và ngay cả nhà tiên tri nổi tiếng Baba Vanga cũng đã từng đề cập đến vấn đề này. Ông chỉ ra rằng, trục của hành tinh chúng ta đang bị lệch. Ngoài ra, trái đất sẽ phải đối mặt với những cơn bão mặt trời mạnh mẽ. Hoạt động từ trường của mặt trời trong tương lai sẽ ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Tất cả những thảm họa thiên nhiên này sẽ mang lại sự tàn phá lớn cho cuộc sống thực tại của con người. Kretkov dự đoán rằng năm 2024 sẽ là một năm đầy ắp những hệ quả và là một bước ngoặt quan trọng. Tuy nhiên năm nay sẽ không phải là yếu tố quyết định mà giai đoạn chuyển tiếp chính của chúng ta dự kiến sẽ diễn ra từ năm 2025 đến 2026. Tình hình cụ thể sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của con người. Chỉ cần chúng ta có thể thể hiện phẩm hạnh cao quý và giữ tinh thần lạc quan, thì từ năm 2025, quá trình thăng hoa của trái đất sẽ chính thức bắt đầu. Trong thế giới mới trong tương lai, chúng ta vẫn có cơ hội chào đón những điều tốt đẹp. Nhưng nếu chúng ta không nhận ra những sai lầm của mình, không đủ nỗ lực để sửa chữa, thì điều chờ đợi chúng ta có lẽ chỉ là sự hủy diệt. Theo quan điểm của Liv Kretkov, năm 2025 sẽ là năm nhân loại đối mặt với thử thách. Chỉ có thông qua việc nâng cao thể chất và tinh thần, chúng ta mới có thể vượt qua khó khăn. Xét theo nhiều khía cạnh, quan điểm trong lời tiên tri của Liv Kretkov cũng phù hợp với những lời tiên tri khác, bởi sự nhấn mạnh rằng nhân loại cần không ngừng tiến bộ về mặt tinh thần. Nếu không thể đạt được sự thăng hoa về tinh thần, thì trong quá trình sàng lọc ở tương lai, chúng ta chắc chắn sẽ bị loại bỏ một cách tàn nhẫn. Dự đoán mới nhất của Adnan, thế giới có thể thay đổi đáng kể vào năm 2024. Hầu hết dự đoán tập trung vào Ấn Độ. Sau những dự đoán cho cả năm vào tháng 1 năm 2024, mới đây thần đồng tiên tri Adnan lại xuất hiện với dự đoán hướng tới những sự kiện quan trọng của thế giới sẽ xảy ra vào năm 2024 và 2025. Adnan cảnh báo rằng trong 2 năm tới, thế giới vẫn chưa trở nên yên bình. Những xung đột và thay đổi căn bản sẽ diễn ra dữ dội hơn, đặc biệt là sau năm 2025, khi nhân loại sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn bất ngờ. Abhigya Adnan, thần đồng tiên tri người Ấn Độ, đã từng gây chú ý trên Internet khi dự báo chính xác sự bùng phát của dịch COVID-19 vào năm 2019. Sau đó, Adnan lại tiếp tục dự báo được xung đột Nga-Ukraine, động đất tại Nhật Bản cùng nhiều sự kiện tương tự, khiến cậu trở thành một nhân vật được sự quan tâm liên tục từ cộng đồng mạng toàn cầu. Mỗi năm, Adnan đều đưa ra một số video dự đoán về thảm họa thiên nhiên, sự phát triển kinh tế kỹ thuật và các xung đột chiến tranh. Đặc biệt, Adnan còn luôn chú ý đến các vấn đề khí hậu toàn cầu. Trước đây trong một dự báo, thần đồng tiên tri đã cảnh báo rằng năm 2023 sẽ là năm nóng nhất được ghi nhận, nhưng nhiệt độ vào mùa hè của năm 2024 sẽ còn cao hơn so với năm trước đó. Hiện tượng thời tiết cực đoan cũng sẽ xảy ra thường xuyên, dẫn đến sự gia tăng các thảm họa tự nhiên như hạn hán, lũ lụt, bão và động đất với cường độ không thể dự đoán được, gây ra nhiều khó khăn cho nhân loại. Từ đầu năm 2024 đến nay, rất nhiều quốc gia và khu vực khác cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ thảm họa, làm giảm sản lượng và an ninh lương thực. Nạn đói trên toàn cầu vẫn đang tiếp tục gia tăng. Adnan giải thích rằng, do sự hội tụ hiếm gặp của hỏa tinh, mộc tinh và mặt trăng, khiến trái đất sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức như sự bùng phát khủng bố, thiên tai khí hậu thường xuyên và tình trạng tội phạm trong xã hội gia tăng. Adnan cũng cho biết, cùng với tình hình nghiêm trọng trên, mối đe dọa từ các vụ tai nạn và chiến tranh vẫn còn đó. Điều này sẽ dẫn đến sự trỗi dậy và tái lập của các chế độ độc tài trong những năm tới, gây ảnh hưởng đến các xung đột địa chính trị trên toàn cầu.
mặc dù xu hướng vận động trên có vẻ sẽ dẫn đến một cuộc xung đột lớn toàn cầu, nhưng đi ngược lại với một số nhà tiên tri. Annan tin rằng thế chiến thứ ba sẽ không xảy ra. Tuy nhiên trên thực tế, một cuộc xung đột thực sự giữa các cường quốc cũng tương đương với chiến tranh thế giới. Rất có thể trong thế kỷ này sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng diệt chủng. Ngoài những dự đoán vừa đề cập, thần đồng tiên tri còn dự đoán ba sự kiện lớn khác sẽ xảy ra vào cuối năm 2024. Vậy nội dung của ba dự đoán chính xác là gì? Phát ngôn đầu tiên của Annan về tình hình thế giới nửa cuối năm nay chính là Ấn Độ sẽ trỗi dậy trong vòng 20 năm tới. Trong lần dự đoán này, Annan nói rằng từ năm 2024, khu vực Đông và Nam Á sẽ trải qua những thay đổi chính trị mạnh mẽ và sâu sắc, kéo dài trong 20 năm. Trong đó, Ấn Độ sẽ trải qua 3 chuyển biến quan trọng. Trước tiên là vào nửa cuối năm 2024, quốc gia này rất có thể sẽ phải đối mặt với âm mưu từ bên ngoài. Annan nói rằng trong thời gian dài, Ấn Độ và Đông Nam Á luôn bị các nước ngoài lũng đoạn, khiến hệ thống chính trị trở nên rối ren. Nhưng đến năm 2024, hệ thống chính trị của mỗi quốc gia thuộc hai khu vực trên đều sẽ phải trải qua một sự thay đổi quan trọng. Vào thời điểm này, Ấn Độ sẽ đóng vai trò quan trọng ở châu Á, đưa ra những lựa chọn mang tính quyết định nhằm đón nhận những thay đổi lớn. Thần đồng tiên tri tin rằng do Ấn Độ đang trong thời kỳ thịnh vượng của sao hỏa nên vào năm 2024, một số quan chức cấp cao của Ấn Độ nên cẩn trọng về an ninh cá nhân. Trong quá khứ, khi hiện tượng thiên văn tương tự đã xảy ra vào những năm 60 thế kỷ trước, thì một nhân vật vĩ đại mang lại những thay đổi sâu sắc cho Ấn Độ. Đó là ông Lal Bahadur Shastri, đã bị ám sát vào ngày 11 tháng 1 năm 1966. Annan cũng dự đoán rằng chỉ trong 2 thập kỷ nữa, vị thế quốc tế của Ấn Độ sẽ trỗi dậy. Trong thời gian gần đây, khi các tập đoàn kinh doanh toàn cầu tìm kiếm đối tác hợp tác và cơ sở sản xuất, thì Ấn Độ đã nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của họ. Nhiều quốc gia trên thế giới cảm thấy vô cùng bất ngờ, thậm chí là không hài lòng với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Ấn Độ, đặc biệt là những tiến bộ trong các lĩnh vực phần mềm và công nghệ. Tuy nhiên, những thách thức này lại giúp Ấn Độ khẳng định được vị thế của mình. Thần đồng tiên tri Annan cho rằng, trong lịch sử, cứ theo một chu kỳ khoảng 400 năm, thế giới lại trải qua những thay đổi lớn. Cách đây khoảng 800 năm, vào năm 1260, sau khi Mông Cổ tiến hành bao cuộc viễn chinh phương Tây, thì phần lớn lục địa Á-Âu đều bị họ chinh phục. Vào thời nhà Minh tại Trung Quốc, các nhà thám hiểm Trịnh Hòa đã có những chuyến hải dương khám phá phương Tây, khẳng định sức mạnh của người châu Á. Điều này chứng tỏ rằng trung tâm của thế giới lúc bấy giờ nằm ở châu Á, trải qua một chu kỳ 400 năm. Trung tâm của thế giới đã chuyển sang châu Âu khi những quốc gia khu vực này đã thực hiện hai cuộc cách mạng công nghiệp và bắt đầu phát triển nhanh chóng, lập ra các thuộc địa hàng hải. Tuy nhiên, kể từ sau Thế chiến thứ hai, những quốc gia thuộc địa này lại mất đi vị thế huy hoàng trước đây. Kể cả Ấn Độ cũng thoát khỏi sự kiểm soát của Anh. Hiện nay, chu kỳ 400 năm sắp đến và lần này trung tâm thế giới sẽ nằm ở châu Á và trọng tâm sẽ là Ấn Độ. Khi đó, tất cả các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á sẽ trỗi dậy cùng với Ấn Độ. Liệu dự đoán trên có thực sự xảy ra hay không? Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Annan nói rằng trong khoảng thời gian từ 2024 đến 2025, nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Ấn Độ, sẽ gia tăng ngân sách quốc phòng. Việc khám phá sao hỏa sẽ trở thành tâm điểm cạnh tranh toàn cầu vào năm 2025. Ngoài ra, thần đồng tiên tri còn đưa ra một dự đoán gây chấn động cho tháng 4 năm 2025. Annan cho biết, dựa vào hiện tượng thiên văn vào thời điểm này, sao Thổ sẽ giao hội với sao Rahu. Giữa hai hành tinh có mối liên hệ chặt chẽ, tạo nên một hiện tượng hiếm thấy. Hiện tượng sao này tương tự với những gì xảy ra vào năm 1968, khi cuộc chiến tranh Việt Nam bùng nổ. Đó là thời kỳ thế giới đang có nhiều biến động và có sự thay đổi lớn trong tư duy. Trong khoảng thời gian từ 2024 đến 2025, đại dương có thể trở thành sân khấu cho nhiều xung đột, đặc biệt các quốc gia Đông Nam Á có thể trở thành khu vực then chốt. Điều đáng chú ý hơn nữa là Annan tuyên bố rằng, vào năm 2025, một số cường quốc sẽ thử nghiệm những vũ khí phòng không hủy diệt mới. Và những vũ khí này sẽ thể hiện công nghệ chưa từng có. Lần cuối khi các nhà thiên văn học quan sát hiện tượng sao tương tự, thế giới cũng đã chứng kiến sự ra đời của vũ khí hạt nhân mới, thậm chí là vũ khí nguyên tử trong lĩnh vực phát triển vũ khí hiện đại. Một sự cạnh tranh khốc liệt mới trên toàn thế giới sẽ diễn ra, trong khi các cuộc thử nghiệm vũ khí mới cũng sẽ tiến hành đồng thời. Nói cách khác, một thế hệ vũ khí chiến tranh mới có thể được sử dụng trong các cuộc xung đột toàn cầu ở tương lai.
Trong nhiều tiên đoán trước đây và cả hiện tại, Annan đề cập đến khả năng xảy ra một cuộc diệt chủng trong tương lai, tương đồng với những thời khắc tối tăm nhất trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, thần đồng tiên tri lại không biết nhóm người nào sẽ là nạn nhân, bởi sự thật đã bị che giấu. Quan điểm về sự diệt chủng này đã gây ra nhiều tranh cãi, nên sau một loạt những dự đoán, Annan đặc biệt nhấn mạnh rằng dự đoán mà cậu đưa ra đều dựa trên phân tích cẩn thận các tham số thiên văn. Những dự đoán này nhằm cảnh báo con người, chứ không phải để tạo ra sự hoảng loạn. Trong vài năm gần đây, lời tiên tri của Annan đã giảm sút đáng kể về độ chính xác, khiến mọi người bắt đầu nghi ngờ về danh tính của nhà tiên tri này. Được cho là xuất thân từ một gia đình có nguồn gốc cao quý ở Ấn Độ, Annan có điều kiện gia đình tương đối tốt, với cha là kỹ sư công nghệ thông tin. Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng, cậu là một người bình thường chuyên học về huyền học và chiêm tinh. Annan đã được giáo dục tại trường công và thường xuyên đạt thành tích xuất sắc. Vào tháng 8 năm 2019, Annan được cha mẹ mở một tài khoản YouTube và trong các video được phát hành, cậu thông báo mình đã dự đoán bằng chiêm tinh vệ đà rằng vào tháng 11 năm 2019 sẽ xảy ra một loại dịch bệnh lây lan qua nước bọt trên toàn cầu. Nhờ vậy mà Annan đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Sau khi được mệnh danh là thần đồng tiên tri, Annan vừa tiếp tục đưa ra những lời tiên đoán, vừa cung cấp dịch vụ chiêm tinh có thu phí nhưng với giá không hề rẻ. Thậm chí, dịch vụ tư vấn cá nhân có giá lên đến $217 cho 30 phút. Bạn nghĩ gì về những tiên đoán của Annan cho nửa cuối năm 2024? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Lời tiên tri sách cổ Ấn Độ có trước cả chiêm tinh học vệ đà. Sự phá vỡ tái sinh của trái đất và việc tương lai nhân loại đã được định đoạt trước. Nhiều lời tiên tri của các nền văn minh cổ đại nói rằng tương lai của nhân loại thực ra đã được định sẵn. Có phải nền văn minh trái đất đã trải qua nhiều chu kỳ và sự tái sinh tiếp theo đang dần đến? Lời tiên tri của thần đồng Ấn Độ Annan từng gây chú ý trên toàn cầu nhờ độ chính xác cao với phương pháp tiên tri từ chiêm tinh vệ đà của Ấn Độ. Tuy nhiên, một cuốn sách tiên tri cổ xưa đã thất truyền còn dự đoán sự thật về luân hồi nhanh hơn cả chiêm tinh vệ đà. Cuốn sách tiết lộ một loại phép thuật cổ đại gọi là mật mã suy diễn, được hoàng gia độc quyền sử dụng như một hình thức nghệ thuật tiên tri của các vị vua. Lời tiên tri trong quyển sách này rốt cuộc đã nói về điều gì? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Vòng tuần hoàn cho sự tái sinh. Việc nói về trái đất có chu kỳ và sự tái sinh thực tế không phải là điều mới mẻ. Bằng những tính toán khoa học chính xác, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trái đất đã tồn tại ít nhất 4,6 tỷ năm. Trong khi đó, nếu tính cả lịch sử của loài người từ những tổ tiên là vượn, thì con người mới chỉ xuất hiện cách đây khoảng 4 triệu năm. So với con số 4,6 tỷ năm thì 4 triệu năm chỉ như một giây trong một ngày. Vấn đề là nếu con người chỉ mất khoảng 4 triệu năm để phát triển đến mức độ này, thì trong hàng tỷ năm qua, liệu trái đất có thể đã phát triển ra những nền văn minh tương tự hoặc thậm chí cao cấp hơn không? Về lý thuyết, điều này là khả thi. Ngay từ thời kỳ văn minh Maya, họ đã tin rằng trước khi nền văn minh nhân loại xuất hiện, trái đất đã trải qua 4 lần phát triển và suy tàn của các nền văn minh. Đối với văn minh Maya, điều họ quan tâm hơn chính là những nền văn minh cổ xưa đó đã bị phá hủy như thế nào. Những thảm họa diệt vong của các nền văn minh tiền sử đều xảy ra do đại hồng thủy. Trận đại hồng thủy quen thuộc nhất chính là trong Kinh Thánh. Khi Chúa nổi giận muốn trừng phạt nhân loại nên Ngài đã gửi xuống một trận đại hồng thủy. Ngoài ra, nền văn minh Lưỡng Hà cũng có những ghi chép tương tự. Các vị thần cho rằng nhân loại thực sự quá ồn ào nên cũng dự định dùng một trận lũ lớn để tiêu diệt họ. Trong thần thoại Ấn Độ cũng có ghi rằng xã hội loài người đang trong tình trạng hỗn loạn vô trật tự. Vậy nên, thần hủy diệt đã phát động một trận đại hồng thủy để tiêu diệt thế giới, nhằm mở ra một thế giới mới. Nếu như ghi chép về đại hồng thủy tiền sử của một dân tộc hay một thần thoại là điều ngẫu nhiên, thì việc nhiều dân tộc và nhiều thần thoại cùng ghi chép khiến người ta không thể không nghi ngờ. Liệu con người cổ đại có phát hiện ra bằng chứng về sự tuần hoàn của trái đất hay không? Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đây chỉ là nỗi sợ của nhân loại thuở sơ khai về lũ lụt, là một sự tưởng tượng quá mức. Những thiên tai này không chỉ đơn thuần là lũ lụt, mà là những trận đại hồng thủy khiến con người phải lánh nạn trên những ngọn núi cao mới có thể giữ được mạng sống. Thế nhưng, theo khám phá của khoa học hiện nay, những sa mạc hiện tại thực chất là tàn tích của các trận đại hồng thủy thời tiền sử.
Chúng ta đều biết, sự hình thành cát không thể tách rời khỏi tác động xói mòn của dòng nước. Dòng nước này có thể đến từ các con sông hoặc từ thủy triều của đại dương. Nhưng rõ ràng, thủy triều của đại dương không đủ để trong thời gian ngắn tạo ra những sa mạc quy mô lớn. Vì vậy, chỉ có khả năng từ dòng chảy của các con sông. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một hệ thống nước ngầm tiềm ẩn dưới nhiều sa mạc. Tuy nhiên, tại một thời điểm nào đó, sự cân bằng của những hệ thống nước ngầm này đã bị phá vỡ, dẫn đến sự xuất hiện của những trận đại hồng thủy và sau đó là sự hình thành của sa mạc. Điều này cũng có nghĩa rằng những trận đại hồng thủy thời tiền sử thực sự đã tồn tại. Trước khi con người xuất hiện, trái đất rất có thể đã trải qua nhiều nền văn minh khác nhau, nhưng kết cục của mỗi nền văn minh đều là sự diệt vong. Bạn có tin vào sự tồn tại của vòng luân hồi không? Một lời tiên tri cùng phép thuật cổ xưa bị thất truyền mang tên Lục Vương đã tiên đoán về vòng luân hồi của trái đất, tiết lộ rằng nền văn minh nhân loại không phải là nền văn minh đầu tiên trên trái đất. Có thể sự diệt vong của nền văn minh đã xảy ra nhiều lần trước đây và kết cục của nhân loại cũng đã được định sẵn. Vậy thì, vòng luân hồi của trái đất đã được Lục Vương giải mã như thế nào? Khai nguyên chiêm kinh. Thuật số Lục Vương được hình thành sớm hơn kinh dịch, nhưng do thời gian quá lâu nên việc ghi chép bằng văn tự đã bị mất. Hiện tại các nhà khảo cổ cũng không thể xác định chính xác quyển sách này xuất hiện vào thời điểm nào. Ngay từ thời nhà Hán, thuật số Lục Vương đã được ghi chép trong Việt Tuyệt Thư. Và so với các phương pháp bói toán khác thì độ chính xác của nó là rất cao. Do đó, thuật số Lục Vương, quyển sách nghiên cứu của các hoàng đế luôn được bảo vệ một cách bí mật cho đến thời kỳ nhà Đường. Văn hóa của triều đại này khá bao dung. Họ cũng tích cực giao lưu với các nước láng giềng, trong đó có Ấn Độ. Một người Ấn Độ có tên là Cù Đàm Tất Đạt đã đến Trung Quốc trong thời kỳ này và rất quan tâm đến các bản ghi thiên văn cổ đại Trung Quốc. Ông không chỉ nghiên cứu sâu mà còn viết ra cuốn sách Khai Nguyên Chiêm Kinh. Một trong những ý tưởng chính của cuốn sách này là Cù Đàm Tất Đạt tin rằng các hiện tượng trên bầu trời sẽ biến đổi theo một quy luật nhất định và mỗi lần biến đổi thì nhân loại cũng sẽ thay đổi theo. Để nghiên cứu mối quan hệ này, Cù Đàm Tất Đạt đã xem qua một lượng lớn thư tịch cổ, cuối cùng tìm ra một phương pháp gọi là Lục Vương. Thông qua phân tích, ông phát hiện ra rằng 6 loại thuật số của các vị vua thực chất rất đa dạng và độ chính xác không đồng nhất. Trong truyền thuyết, hoàng đế chi thuật này chính là Đại Lục Nhâm, một tác phẩm có nền tảng rất sâu sắc về chiêm tinh học. Khởi điểm của nó là sự biến đổi của các sao. Vậy làm thế nào mà người xưa có thể biết được sự biến đổi của các sao? Nói một cách đơn giản, họ sẽ xem vị trí của mặt trời so với trái đất tại một thời điểm nhất định. Dựa trên vị trí này, người ta tìm kiếm các ghi chép về thiên văn qua các triều đại và sự biến đổi của xã hội lúc bấy giờ. Trên cơ sở của 2 dữ liệu lớn này, các quy luật bên trong sẽ được tổng hợp. Không khó để nhận ra rằng, Đại Lục Nhâm thực chất chỉ là việc xác định một vị trí của thiên văn. Sau đó phân tích toàn bộ bản đồ thời gian và không gian của vị trí đó. Do đó, trạng thái của sự vật dưới thời gian và không gian này cũng trở nên rõ ràng. Dù nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng thực tế kỹ thuật này lại yêu cầu khả năng suy luận logic và phân tích dữ liệu rất cao. Cho đến hiện tại, không ai có thể nói rõ ràng về cách thức vận hành và thao tác cụ thể của Đại Lục Nhâm. Cổ nhân cũng chỉ ghi lại một số ví dụ ứng dụng của Đại Lục Nhâm trong sách, mà không thể phân tích được logic vận hành cụ thể của nó. Tuy nhiên, với kiến thức thiên văn học hiện đại, chúng ta có thể giải thích một phần về Đại Lục Nhâm. Sự thay đổi của các sao thực chất là mối quan hệ vị trí giữa mặt trời và trái đất. Điều này thật sự có thể ảnh hưởng đến trái đất. Ví dụ gần đây có hiện tượng bão từ mặt trời xảy ra rất thường xuyên và các chuyên gia cũng đã cảnh báo mọi người về những hiện tượng có thể xảy ra. Do quỹ đạo của trái đất là một quy luật cố định, điều này có nghĩa là vào một thời điểm cụ thể, trái đất luôn hướng về mặt trời ở một tư thế nhất định. Điều đó thực sự tạo thành một quy luật, nhưng rõ ràng mục đích của thuật số Lục Vương không chỉ dừng lại ở đây, mà là muốn dự đoán được sự biến đổi tổng thể của trái đất. Đó cũng chính là nội dung của cuốn sách tiên tri cổ đại Khai Nguyên Chiêm Kinh, tiết lộ một loại thuật cổ có khả năng tiên đoán tương lai nhưng lại bị thất truyền. Kỹ thuật kỳ diệu này đã dự đoán vòng tuần hoàn của trái đất trước cả chiêm tinh học Vệ Đà của Ấn Độ. Liệu kỹ thuật này có thật sự kỳ diệu như vậy không? Những dự đoán về tương lai. Theo ghi chép trong Khai Nguyên Chiêm Kinh,
Cù Đàm Tất Đạt đã sử dụng thuật số lục vương để dự đoán sự phát triển của trái đất. Nói một cách đơn giản, đó là một quá trình từ hư vô đến hư vô. Giữa hai hư vô đó có tồn tại nhiều quá trình như tiền sử, xuất hiện vật chất, sáng tạo vật chất và nhiều quá trình khác. Nói một cách dễ hiểu hơn, trái đất ban đầu không tồn tại mà chỉ xuất hiện vào thời tiền sử. Thời tiền sử phát triển trong nhiều năm cho đến khi có dấu hiệu của sự sống. Các dạng sống thực sự xuất hiện, thiên nhiên cũng trở nên sống động hơn. Cứ duy trì một mảng sinh khí như vậy, toàn bộ trái đất phát triển mạnh mẽ và cuối cùng nền văn minh cũng xuất hiện. Thế nhưng Cù Đàm Tất Đạt cũng không biết văn minh này sẽ tồn tại bao lâu, nhưng trái đất sẽ phát triển đến thời kỳ Hoàng Kim. Thời kỳ Hoàng Kim cũng đồng nghĩa với sự xuất hiện của một nền văn minh hùng mạnh hơn. Nhưng khi nền văn minh mạnh mẽ này xuất hiện, các hiện tượng thiên văn cũng sẽ có những thay đổi lớn. Những thay đổi này tương tự như hiện tượng thủy triều hiện tại. Thủy triều sẽ làm cho một lượng lớn nước di chuyển trong đại dương, sau đó đất liền sẽ bị nhấn chìm và nền văn minh cũng bị diệt vong. Như vậy, trái đất sẽ bước vào thời kỳ suy tàn. Trong thời kỳ suy tàn, mọi thứ cũng sẽ được tái sinh và phát triển trở lại. Nền văn minh mới cũng sẽ xuất hiện. Nhưng sau khi văn minh mới xuất hiện, cũng không thể chống lại xu thế phát triển tổng thể của trái đất. Vậy nên, nền văn minh này cũng kết thúc bằng một kết thúc diệt vong. Cuối cùng, trái đất lại một lần nữa rơi vào hư vô. Sau khoảng thời gian hư vô này, trái đất có thể phải chờ rất nhiều năm mới có thể tự khởi động lại. Không khó để nhận thấy rằng, những dự đoán của Cù Đàm Tất Đạt về tương lai của trái đất là khá thú vị. Đứng từ góc độ của con người hiện đại, chúng ta không thể chắc chắn nền văn minh nhân loại hiện tại đang ở giai đoạn nào. Liệu nó đang trong thời kỳ thịnh vượng, phát triển hay suy tàn? Điều này cũng có nghĩa là bất kể nền văn minh ở thời kỳ nào đều có khả năng đối mặt với sự diệt vong. Quan trọng hơn là ngay cả khi nền văn minh nhân loại đang ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể tránh khỏi sự diệt vong. Đây cũng có thể xem là một bi kịch của nhân loại. Nếu kết hợp với những gì Cù Đàm Tất Đạt nói về đại hồng thủy, thì hiện tại nền văn minh nhân loại khó có khả năng bị nhấn chìm bởi đại hồng thủy, mà thay vào đó chính là những công nghệ hạt nhân mà con người tạo ra. Vì vậy, từ góc độ này, lời tiên đoán trong Khai Nguyên Chim Kinh mang một ý nghĩa cảnh báo nhất định. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng nên xem dự đoán này như một điều hiển nhiên, bởi thực tế, ngay cả khoa học hiện tại cũng không thể dự đoán trước tương lai của trái đất một cách chắc chắn. Lý do rất đơn giản là, mặc dù khoa học nỗ lực để nắm bắt chân lý và quy luật khách quan, nhưng trong thực tế, nhiều sự kiện xảy ra trên trái đất lại mang tính ngẫu nhiên rất cao. Trong khi đó, con người chính là yếu tố ngẫu nhiên lớn nhất. Nếu bất kỳ nền văn minh nào cũng không thể thoát khỏi số phận diệt vong, thậm chí trái đất cuối cùng sẽ biến mất, vậy tại sao chúng ta vẫn phải nỗ lực phát triển công nghệ? Chỉ cần sống tốt trong hiện tại, con người mới có thể nắm bắt vận mệnh và tương lai của mình. Tương lai là điều không ngừng hình thành, nhưng lại phụ thuộc vào thái độ của chúng ta đối với hiện tại. Bạn nghĩ những dự đoán trong Khai Nguyên Chim Kinh có thực sự xảy ra? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Bà lão người Na Uy nhận được cảm ứng từ thần linh, công bố tiên tri về Thế chiến 3 và những xu hướng xã hội thảm khốc trong tương lai. Mục sư người Na Uy tên là Minos đã đưa ra một dự đoán về Thế chiến 3. Nhưng lời tiên tri này không phải là do ông tự nghĩ ra, mà là từ một bà cụ đã qua đời nhiều năm, người tự xưng là đã nhận được sự khai sáng từ thần linh. Những dự đoán này đã gây ra một làn sóng lớn trên toàn châu Âu. Vậy lời tiên tri ấy thực sự là gì? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Năm 1968, mục sư Minos trong hành trình truyền giáo của mình đã đi qua một ngôi làng hẻo lánh. Ông nghĩ rằng đó chỉ là một chuyến truyền giáo bình thường. Nhưng không ngờ, ông gặp được một bà cụ 90 tuổi, tự xưng là đã nhận được sự khai sáng từ thần linh. Minos cũng không thể nào nghĩ tới những gì cụ bà nói về tương lai thực sự đã xảy ra. Ban đầu ông nghĩ rằng cụ già có thể đã đãng trí hoặc lừa mình. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của bà ấy, ông quyết định ngồi xuống lắng nghe những gì bà lão nói về sự mặc khải thiêng liêng. Lúc này, Minos cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ông lập tức lấy ra một tờ tiền và ghi chép lại từng câu chi tiết. Ông cũng tin rằng đây chắc chắn là sự khai sáng từ thần linh đang truyền đạt một thông điệp quan trọng cho nhân loại. Nhiều thập kỷ sau, khi xem lại những ghi chép của mình, Minos bỗng cảm thấy choáng váng. Những điều trong đó đang dần dần trở thành hiện thực. Vì vậy, ông đã công khai lời tiên tri này để cảnh báo mọi người.
lời tiên tri của cụ bà đã nhận được sự chú ý rộng rãi trên toàn thế giới. Trong đó, điều khiến mọi người quan tâm nhất chính là lời tiên tri về cuộc chiến thế giới lần thứ 3. Theo ghi chép của Minos, bà lão tiên đoán rằng Thế chiến thứ 3 sẽ là một thảm họa lớn mà nhân loại chưa từng trải qua. Sức tàn phá của nó còn vượt xa tất cả các cuộc chiến tranh trong lịch sử nhân loại. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về cuộc chiến này, Minos đã đặc biệt tổng hợp và rút ra đại ý mà bà lão đã tiết lộ. Trước khi cuộc chiến bùng nổ, sẽ xuất hiện 4 xu hướng xã hội. Những xu hướng này là ngòi nổ cho sự bùng phát chiến tranh. Xu hướng đầu tiên là hai cường quốc phương Đông và phương Tây sẽ đạt được hòa bình. Đó sẽ là một khoảng thời gian hòa bình kéo dài, thế nhưng đó chỉ là một lớp mặt nạ giả dối trước khi chiến tranh bùng nổ. Trong khoảng thời gian này, nhiều quốc gia vì quá thoải mái trong việc tận hưởng hòa bình đã dẫn đến sự lỏng lẻo trong sức mạnh quốc phòng. Bà lão cũng tiên đoán cách thức và địa điểm diễn ra Thế chiến thứ 3 sẽ không như mọi người tưởng tượng. Lúc đó, Minos không để tâm đến điều này vì thế giới đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Liên Xô khiến nhiều người nghĩ rằng chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bà lão đã khẳng định rằng giữa Mỹ và Liên Xô sẽ không có chiến tranh và cuối cùng sẽ kết thúc xung đột bằng cách mà mọi người không ngờ tới. Sau đó sẽ là một thời kỳ hòa bình. Thế nhưng, khi chiến tranh lạnh đã kết thúc, không một ai có thể tưởng tượng rằng Liên Xô hùng mạnh sẽ phải tan rã. Và quả thực, kết thúc bất ngờ của Liên Xô đúng như những gì bà đã nói. Xu hướng thứ hai liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Một thái độ lạnh nhạt chưa từng có sẽ tràn ngập trong số những tín đồ Kitô giáo. Họ sẽ dần xa rời giáo lý Kitô giáo thực sự, vốn nhấn mạnh việc cứu rỗi tâm hồn và khám phá thế giới tâm linh của bản thân. Nhưng sau khi bị ảnh hưởng bởi thái độ lạnh nhạt, các tín đồ Kitô giáo bắt đầu định nghĩa lại giáo lý, cho rằng mọi sự giàu có và vật chất họ có được đều là phúc lành của Chúa dành cho tín đồ. Điều này cũng dẫn đến sự suy tàn dần của Kitô giáo. Nhưng đây chỉ là 2 trong số 4 xu hướng có tác động nhỏ nhất đến Thế chiến thứ 3. Vậy 2 xu hướng quan trọng cuối cùng dẫn đến việc chiến tranh bùng phát không thể kiểm soát là gì? Xu hướng thứ 3 trong lời tiên tri của bà lão năm 1968 là vấn đề có liên quan đến đạo đức. Bà lão tiên đoán rằng thế giới sẽ trải qua sự suy đồi đạo đức chưa từng thấy, thể hiện qua 3 khía cạnh chính. Thứ nhất, con người sẽ không còn tuân theo hệ thống hôn nhân truyền thống. Việc ngoại tình và các mối quan hệ ngoài luồng sẽ trở thành hiện thực phổ biến. Thứ hai là thái độ đối với hành vi tình dục sẽ trở nên cởi mở hơn. Thứ ba là lĩnh vực truyền thông sẽ phát sóng nhiều nội dung bạo lực, khiêu dâm và các nội dung không lành mạnh khác nhằm mở rộng ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Mục sư Minos tin rằng sự suy đồi đạo đức sẽ có tác động lớn đến an sinh xã hội. Vậy nên từ lâu, ông đã kêu gọi nhân loại tuân thủ các giới hạn đạo đức và chống lại những thói hư tật xấu. Trong cuốn hồi ký của mình, Minos đã đề cập đến việc truyền hình đã được giới thiệu đến Na Uy vào năm 1968. Do bà lão sinh sống tại một nơi khá hẻo lánh, nên bà không biết truyền hình là gì. Lĩnh vực truyền thông mà bà đang nhắc đến trong lời mặc khải chỉ đang nói về đài phát thanh. Mặc dù lời tiên tri này nghe có vẻ lạ lẫm vào thời điểm đó, nhưng giờ đây, tình hình xã hội trên toàn thế giới đang dần trở nên giống như những gì bà lão đã nói. Ngày càng nhiều người vì lợi ích hoặc sự kích thích mà bắt đầu thực hiện những hành động trái với đạo đức, và xu hướng này vẫn đang tiếp tục gia tăng. Xu hướng cuối cùng là sự gia tăng mạnh mẽ của người nhập cư vào châu Âu. Họ chủ yếu đến từ các quốc gia nghèo với số lượng không ngừng tăng lên, dẫn đến sự phẫn nộ trong xã hội châu Âu đối với những người nhập cư. Điều này đã dẫn đến xung đột giữa cộng đồng người nhập cư và người dân bản địa, và người nhập cư thường phải chịu đựng sự đối xử tàn nhẫn. Mô tả này rất giống với tình hình xã hội trước Thế chiến thứ 2, khi nhiều người đổ về châu Âu, Mỹ, khiến cộng đồng và truyền thông thời đó xem họ là ung nhọt xã hội. Ngay cả bây giờ vẫn có một số người lớn tuổi có cái nhìn tiêu cực đối với cộng đồng người nhập cư, mang trong mình cái nhìn phân biệt chủng tộc mạnh mẽ. Đáng chú ý là vào năm 1968 tại Na Uy vẫn chưa có khái niệm về di cư, nên bà lão khi đó cũng không hiểu về hiện tượng này. Vậy thì chính xác Thế chiến thứ 3 sẽ diễn ra như thế nào? Theo ghi chép của Minos, bà lão khi nói về điều này đã rưng rưng nước mắt. Chỉ từ điểm này có thể thấy thảm họa và sự tàn phá mà cuộc chiến đó mang lại nghiêm trọng đến mức nào. Mặc dù không còn có thể chứng kiến Thế chiến thứ 3, nhưng bà đã tiên đoán rằng cuộc chiến này sẽ bùng nổ một cách đột ngột và cũng sẽ kết thúc một cách đột ngột. Không một nguyên nhân cụ thể nào khiến chiến tranh chấm dứt, mà là do sự tàn phá quá mạnh mẽ của cuộc chiến, buộc các quốc gia tham chiến phải chọn cách ngừng chiến tranh để có thể tiếp tục sinh tồn. Bà lão còn nói với Minos rằng ông có thể sẽ chứng kiến cuộc chiến này và đến lúc đó,
Minos sẽ cảm nhận được rằng tất cả các cuộc chiến mà nhân loại đã phải đối mặt trước đó chỉ là trò chơi của trẻ con. Điều này cũng khiến nhiều người tò mò rằng nếu cuộc chiến kết thúc vì sự tàn phá quá lớn, thì hậu quả của nó sẽ khủng khiếp đến mức nào. Bà lão tiên đoán rằng cuộc chiến này sẽ là một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu với mức độ nguy hiểm cực kỳ cao. Hậu quả của nó sẽ là sự suy thoái nghiêm trọng của môi trường trái đất và các vụ nổ. Phóng xạ hạt nhân sẽ khiến một lượng lớn đất đai không thể cho con người sinh sống. Đồng thời, bụi phóng xạ sẽ che khuất bầu trời, khiến ánh sáng mặt trời không thể chiếu xuống mặt đất. Con người sẽ sống trong bóng tối mà không biết ngày đêm. Nhiệt độ giảm mạnh khiến thực vật trở nên khô héo. Cả thế giới sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt tài nguyên, khan hiếm lương thực, hệ sinh thái sụp đổ, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống kinh tế. Để sinh tồn, những người sống sót ở các quốc gia giàu có sẽ phải tìm đến các quốc gia nghèo khó để tìm kiếm nơi trú ẩn. Trong khi tài nguyên của các quốc gia nghèo không thể cung cấp cho quá nhiều dân số như vậy, nên cuối cùng sẽ dẫn đến sự hỗn loạn xã hội. Đồng thời, do các quốc gia giàu có đã áp bức các quốc gia nghèo trong nhiều thập kỷ, nên xung đột xã hội là điều không thể tránh khỏi. Cuối cùng, nhân loại sẽ chỉ lặp lại con đường lịch sử một lần nữa. Có thể thấy tất cả những tiên đoán trên đang dần dần xảy ra trong xã hội thực tại của chúng ta. Hành vi áp bức các quốc gia yếu kém và cướp đoạt tài nguyên của các cường quốc đang diễn ra. Các quốc gia châu Âu do thiếu dân số đã bắt đầu mở cửa cho người nhập cư với số lượng lớn. Trong khi đó, chủ đề phân biệt xã hội liên tục gây chấn động các tiêu đề tin tức châu Âu. Nhiều phương tiện truyền thông vì lợi ích và lưu lượng truy cập đã bắt đầu sử dụng những nội dung kích thích để thu hút sự chú ý. Sự suy thoái đạo đức đang dần lan rộng trong thế hệ mới. Tin tức về việc Kitô giáo tuyển dụng người dưới danh nghĩa truyền giáo cũng thường xuyên xảy ra. Dường như sự phát triển xã hội thực sự diễn ra như lời của bà lão đã tiên đoán. Bạn nghĩ tiên đoán này có thực sự xảy ra hay không? Mời các bạn để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Nhà ngoại cảm Brandon dự đoán Mỹ và Nhật Bản có thể phải đối mặt với những thách thức thảm họa lớn. Liệu điều này có thành hiện thực? Vào thời gian gần đây, nhà ngoại cảm Brandon Biggs đã một lần nữa công bố những dự đoán mới trên kênh của mình. Anh cho biết trong lúc cầu nguyện, các vị thần đã thể hiện cho mình thấy những hình ảnh đáng kinh ngạc từ bờ Tây nước Mỹ, phải đối mặt với thảm họa lớn. Nhật Bản bị sóng thần nuốt chửng. Liệu tất cả những điều này có thực sự đến với hai quốc gia này? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi dự đoán của Brandon Biggs trong video ngày hôm nay. Theo Brandon, chỉ vài ngày trước, trong lúc anh đang cầu nguyện một cách thành tâm, các vị thần bỗng cho anh thấy một hình ảnh gây sốc. Một khối vuông vàng khổng lồ treo lơ lửng trên không trung. Ánh sáng vàng tỏa ra rực rỡ, bao trùm toàn bộ vườn quốc gia Yellowstone. Các vị thần còn cho anh biết rằng họ đã dùng sợi tơ vàng để bảo vệ những khu vực núi lửa này. Tuy nhiên, Brandon lại phát hiện ra lớp bảo vệ này đã xuất hiện vết nứt. Lớp bảo vệ vốn chắc chắn bỗng xuất hiện một vết nứt ngay giữa trái đất. Ngay sau đó, Brandon cảm nhận được núi lửa ở công viên quốc gia Yellowstone bắt đầu phun trào, gây ra một trận động đất ở bờ Tây. Anh chứng kiến các công trình biểu tượng của thành phố Portland và Sidley thuộc bang Oregon, Hoa Kỳ ngay lập tức trở thành đống đổ nát. Thậm chí, phần đất giữa Portland và đại dương cũng bị nứt một mảng lớn, trực tiếp nhìn xuống đáy biển. Brandon nghi ngờ đây là trận động đất do đứt gãy San Andreas gây ra. Sự chuyển động của đứt gãy làm cho các mảng kiến tạo của trái đất dịch chuyển. Một phần đất liền được nâng lên, trong khi phần khác lại lún xuống, kéo dài tới San Francisco. So với những nơi khác, mức độ thiệt hại ở San Francisco tương đối nhẹ hơn. Tuy nhiên, tháp Space Needle ở Sydney hoàn toàn sụp đổ. Hầu hết các tòa nhà cao tầng trong thành phố gần như đều bị phá hủy. Thảm họa kinh hoàng này giống như một cảnh tượng trong phim khoa học viễn tưởng. Anh ấy đã thấy nước biển tràn vào đất liền, gây ngập một phần khu vực. Mực nước sâu khoảng từ 5 đến 3 feet. Mặc dù Brandon không chắc chắn lắm về độ sâu cụ thể của nước, nhưng anh cho biết mọi người vẫn có thể nhìn thấy những thảm cỏ xanh và cây cối nhô lên từ mặt nước. Như thể đất liền đã chìm xuống đáy biển và để lại những hòn đảo tách biệt. Anh nói rằng càng gần bờ biển thì nước lại càng sâu. Nước biển dường như đã ngập tràn toàn bộ đường bờ biển. Cảnh tượng này thật sự quá kỳ lạ và khó có thể diễn tả bằng lời. Tiếp đó, Brandon cũng thấy nhiều mảnh đất lớn bị nứt ra và chìm xuống đáy biển. Nước đã ngập đến một diện tích rộng hàng trăm dặm. Trong dự đoán tiếp theo của mình, Brandon cũng nhắc đến trong khu vực Anchorage, một thành phố của Alaska bị bao vây bởi ngọn lửa dữ dội giống như sự phun trào của núi lửa ở Hawaii. Anh nhìn thấy rừng cây và đất đai ở đó đều bị thiêu rụi, không còn rõ hình dạng. Brandon không rõ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn,
nhưng toàn bộ khu vực British Columbia đến Alaska đã chịu đựng những tổn thất nghiêm trọng. Đất liền xảy ra biến đổi mạnh mẽ, như cũng làm nước biển Thái Bình Dương biến động dữ dội, tạo ra những cơn sóng thần khổng lồ. Sóng thần đã tấn công Nhật Bản, khiến gần như toàn bộ đất nước bị sóng cuốn trôi. Anh thấy những cơn sóng lớn như một bức tường cao tràn vào Tokyo và Hawaii, khiến cả thành phố chìm trong biển nước. Tình hình ở những khu vực này rất nghiêm trọng bởi nước biển tràn vào, một khối lượng lớn đất liền chìm xuống đáy biển. Toàn bộ bờ biển châu Á đều bị sóng thần tấn công, thậm chí cả bờ bên kia của Thái Bình Dương cũng không thoát khỏi thảm họa. Brandon đã nói với mọi người rằng anh đã nhiều lần chứng kiến các thảm họa khác nhau, bao gồm động đất, bão và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, lần này, thần linh đã cho anh một dự đoán về bờ Tây nước Mỹ. Brandon cho biết mình không có ý định gieo rắc nỗi sợ hãi, mà chỉ muốn chia sẻ thông điệp mà thần đã gửi cho mình. Chủ đề về thảm họa thực sự khiến anh cảm thấy nặng nề, và mỗi khi được thần linh truyền đạt những cảnh báo và thông tin về tương lai cho mình, Brandon đều thành tâm cầu nguyện cho mọi người. Bất chấp nhiều lời chỉ trích, anh vẫn cảm thấy mình cần phải nhắc nhở mọi người, đặc biệt là về những thảm họa sắp xảy ra. Anh cũng khẳng định rằng mình không cố gắng gieo rắc nỗi sợ hãi, mà mình chỉ muốn chia sẻ sự mặc khải mà thần đã ban cho mình để mọi người được cảnh giác. Đối với những người có ý đồ xấu, Brandon cũng kêu gọi họ thay đổi để trở thành người tốt, có đạo đức. Trên thực tế, họa sĩ manga nổi tiếng Nhật Bản Tatsuki đã sớm dự đoán những tình huống tương tự trong tác phẩm Tương lai tôi nhìn thấy, ra mắt vào tháng 10 năm 2021. Trong manga này, Tatsuki mô tả một cơn ác mộng kinh hoàng, trong đó ông mơ thấy một trận sóng thần khổng lồ cuốn trôi toàn cầu, các mảng địa chất của trái đất xảy ra biến động lớn, và dưới đáy đại dương, một lục địa mới xuất hiện, kết nối các khu vực như Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Philippines và nhiều nơi khác. Trong giấc mơ, ông thấy nước biển không ngừng dâng cao. Hai con rồng khổng lồ tiến gần về phía trung tâm của bọt biển. Khi số lượng bọt biển gia tăng, mực nước biển dần dần nâng cao và cuối cùng tạo thành một cơn sóng thần mạnh mẽ hơn cả trận động đất 11 tháng 3 với sức mạnh gấp 3 lần. Cơn sóng thần này đã nuốt chừng hơn 1/3 diện tích đất đai của Nhật Bản. Theo dữ liệu chính thức của Nhật Bản, sóng thần do động đất 11 tháng 3 gây ra đã đạt tới độ cao 10 mét và ở một số khu vực thậm chí lên tới con số đáng kinh ngạc 40 mét. Nếu giấc mơ của nhà tiên tri này trở thành sự thật, thì tương lai có thể xuất hiện những cơn sóng thần cao từ 30 đến 120 mét, tương đương với độ cao của 10 đến 40 tầng nhà. Quy mô của những cơn sóng thần như vậy chắc chắn sẽ khiến thế giới phải chấn động và khó mà tin nổi. Kỷ lục cao nhất của trận sóng thần Ấn Độ Dương vào năm 2004 là 51 mét, trong khi độ cao sóng thần mà Tatsuki nhìn thấy trong giấc mơ của mình ít nhất là gấp đôi con số đó. Điều đáng sợ hơn nữa là ông còn mua về hậu quả của trận sóng thần khi đáy biển bỗng nhiên nổi lên một địa lục mới, chính là những vùng mà chúng ta đã đề cập trước đây, như Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Philippines và những nơi khác được kết nối lại với nhau. Điều này có nghĩa là các mảng kiến tạo của trái đất sẽ trải qua những thay đổi lớn. Hơn nữa, Tatsuki còn chỉ ra một thời điểm cụ thể, đó là sáng ngày 5 tháng 7 năm 2025. Mặc dù nhà ngoại cảm Brandon không đề cập đến thời gian cụ thể, nhưng dường như có một mối liên hệ nào đó giữa lời tiên tri của Tatsuki và dự đoán của Brandon. Điều khiến nhiều người quan tâm là có phải họ đã nhìn thấy những mảnh ghép khác nhau của cùng một thảm họa. Và những lời tiên tri này rốt cuộc là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là dấu hiệu cho số phận của nhân loại? Nếu có thể biết trước sự xuất hiện của thảm họa, thì liệu chúng ta có thể chuẩn bị tốt hơn không? Một ví dụ trong lịch sử là trận sóng thần ở Nam Á năm 2004. Nếu có thể phát đi cảnh báo sớm, có thể đã cứu được nhiều sinh mạng vô tội hơn. Brandon cho biết, thần linh luôn thấu hiểu lòng người và sự lựa chọn của con người sẽ quyết định số phận của chúng ta. Đối diện với những lời tiên tri bí ẩn này, có lẽ chúng ta nên giữ một cái nhìn lý trí và cảnh giác. Mặc dù không thể hoàn toàn dựa vào tiên tri chưa được chứng minh khoa học, nhưng có thể xem đó là một lời nhắc nhở chúng ta rằng cần phải chú ý đến sự thay đổi của thiên nhiên, tăng cường nghiên cứu và phòng ngừa thiên tai để ứng phó tốt hơn với những khủng hoảng có thể xảy ra. Đồng thời, chúng ta cũng cần trân trọng hiện tại, nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định cho trái đất, tạo ra một tương lai an toàn và tốt đẹp hơn cho nhân loại. Mô phỏng bức tranh bữa ăn tối cuối cùng một cách mỉa mai, Thế vận hội Paris 2024 có ý đồ gì? Một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng đã xuất hiện tại Thế vận hội Paris. Trong video, vài diễn viên kỳ quái đang mô phỏng bức tranh tôn giáo nổi tiếng, bữa ăn cuối cùng. Người đóng vai Chúa Giê-xu
lại là một phụ nữ có thân hình mập mạp. Tác phẩm từng đại diện cho tình yêu và sự cứu rỗi, cuộc chiến giữa chính nghĩa và tà ác lại bị màn trình diễn hóa trang không biết giới hạn biến thành một sự mỉa mai gay gắt. Hành động này cũng đã tạo ra một làn sóng dư luận lớn. Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng, biểu tượng cho ngày tận thế của Kitô giáo, cũng xuất hiện rõ ràng trong khung hình. Năm 1494, kiệt tác nghệ thuật Bữa ăn tối cuối cùng đã được Leonardo da Vinci hoàn thành sau 4 năm. Bức tranh này từ khi hoàn thành đã tồn tại nhiều chi tiết kỳ lạ, không thể giải thích được. Trước hết, bối cảnh sáng tác của bức tranh này là bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giê-xu và 12 môn đồ. Sau bữa ăn đó thì Chúa Giê-xu đã bị bắt. Điều kỳ lạ là Giê-xu đã biết trước rằng có người sẽ phản bội Ngài. Vì vậy khi bữa ăn đang diễn ra, Ngài nói với 12 môn đồ rằng một trong số họ sẽ trở thành kẻ phản bội. Lúc này, tất cả các môn đồ xung quanh bàn ăn đều thể hiện những phản ứng và biểu cảm khác nhau. Hoặc là kinh hoàng, hoặc là hoài nghi. Nhưng ngược lại, Chúa Giê-xu ngồi ở giữa lại rất bình tĩnh và ung dung, như thể tâm hồn cũng trong sáng và yên bình như cảnh vật phía sau Ngài. Động tác và biểu cảm của từng môn đồ của Chúa Giê-xu vô cùng khác nhau. Trước hết, Judas rất hoảng sợ, tay trái cầm túi tiền, thân hình hơi nghiêng, lắng nghe Phêrô đang nói gì phía sau. Phêrô có biểu cảm rất dữ tợn, như thể đang hỏi Chúa Giê-xu ai là kẻ phản bội. Con dao nhọn được giữ chặt trong tay Phêrô biểu trưng rằng đã sẵn sàng giết chết kẻ phản bội. Mặt khác, khi Judas nhìn Phêrô đang cáu kỉnh thì tỏ ra rất sợ hãi. Tay định đưa lên lấy miếng bánh mì cũng dừng lại, như sợ rằng nếu Chúa Giê-xu tiết lộ tên mình, Phêrô sẽ lập tức giết chết anh ta. Mọi người có biểu cảm khác nhau đều thảo luận về ai là kẻ phản bội, hoặc giơ tay lên để chứng tỏ việc này không liên quan đến mình. Bức tranh này không chỉ chỉ ra kẻ phản bội, mà còn làm nổi bật lòng công chính tột bậc của Thánh Phêrô. Một điểm đáng chú ý khác là trong tác phẩm của Da Vinci, Thánh Joan rất nữ tính, thậm chí trông như một người phụ nữ. Ông có tư thế hơi nghiêng về bên phải, nhưng nhìn tổng thể vẫn hoàn toàn hợp lý. Nếu đặt Thánh Joan lên vai Chúa Giê-xu cũng không có vẻ gì là không phù hợp. Một số người cho rằng đây là hình ảnh ẩn dụ về Đức Mẹ Maria, sử dụng hình ảnh của một nhân vật để thể hiện hai nhân vật quan trọng. Tuy nhiên cũng có thể đây chỉ là sự suy diễn quá mức của người hiện đại, dù bức tranh không có ý nghĩa gì khác. Trong toàn bộ bố cục chỉ có hai nhân vật biệt lập, chính là Chúa Giê-xu và Judas. Mọi người khác trong bữa ăn tối đều đang thảo luận với nhau về ai là kẻ phản bội. Chỉ có Judas và Chúa Giê-xu ngồi lẻ loi, một người chờ đợi câu trả lời từ 12 môn đồ, còn người kia đang lo lắng chờ đợi Chúa Giê-xu gọi tên chính mình. Tác phẩm nổi tiếng của Da Vinci thực sự rất linh động, nhưng hình dạng nguyên bản của bức tranh này không phải là những gì chúng ta đang nhìn thấy. Vào thời điểm đó, Da Vinci đã vẽ nó lên một bức tường trong tu viện Santa Maria ở thành phố Milano. Theo thời gian trôi qua, bức tranh đã phai màu và sơn cũng bắt đầu hư hỏng. Khi được các thế hệ sau này phát hiện, bức tranh cũng đã thay đổi đến mức không thể nhận ra. Mặc dù các họa sĩ đã cố gắng tu sửa, nhưng cuối cùng chỉ có thể phục hồi được 55% hình dạng nguyên bản của bức tranh. Trong quá trình tu sửa tiếp theo thông qua máy tính, các chuyên gia đã phát hiện ra một đoạn nhạc ẩn trong bức tranh. Đoạn nhạc này nghe như có một cảm giác yên bình và thanh thản. Trùng hợp là nó có thể kết hợp với phong cảnh phía sau cửa sổ. Nhiều người tin rằng trong bức tranh này vẫn còn nhiều thông tin ẩn giấu chưa được phát hiện. Điều này là do các biện pháp sửa chữa hiện tại chỉ có thể khôi phục được 55% hình dạng ban đầu của nó. Nếu có thể hoàn toàn sửa chữa, thì chắc chắn sẽ có nhiều chi tiết kinh hoàng hơn sẽ được chúng ta phát hiện. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, ngoài tác giả Leonardo da Vinci, sẽ chẳng có ai khác biết bức tranh này rốt cuộc còn chứa đựng những bí mật gì. Quay lại với thực tế, kết cục của Chúa Giê-xu và 12 môn đồ cũng không được viên mãn. Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập tự giá, môn đồ Phêrô bị đóng đinh ngược trên thập tự giá. Ở Roma thì Andre bị đóng đinh trên thập giá hình chữ X và bị tử đạo. Gia-cơ bị vua Herod sai người chặt đầu. Thánh Gioan bị quăng vào nồi dầu sôi. Tuy may mắn sống sót nhưng ông cũng bị lưu đày đến đảo Patmos cho đến khi qua đời. Philippe chịu tử đạo tại Hierapolis. Bartolomeo bị bắt khi đang truyền giáo tại Armenia, bị đóng đinh vào thập tự giá và sau đó bị lột da. Thomas bị giết bằng lưỡi giáo khi đang rao giảng tại Ấn Độ.
Matthew bị chém đầu tại Ethiopia. Jacob bị cưa làm đôi khi đang truyền đạo tại Ai Cập. Marco bị ngựa kéo cho đến chết tại Ai Cập. Luca bị treo cổ ở Hy Lạp, còn Judas bị sát hại bằng những mũi tên. Đây là cái chết cuối cùng của 12 tông đồ của Chúa Giêsu. Như chúng ta đã nói ở đầu video, Thế vận hội không chỉ là một sự châm biếm, mà là bữa ăn tối cuối cùng với 12 môn đồ cùng một con ngựa trắng hiên ngang đã vinh danh ma quỷ. Lời tiên tri trong Kinh Thánh về Khải Huyền có nói, trước khi cuộc chiến lớn giữa Thiên Chúa và ma quỷ xảy ra, sẽ xuất hiện 4 dấu hiệu khủng khiếp, đó chính là tứ kỵ sĩ Khải Huyền mà chúng ta đều biết. Trong tứ kỵ sĩ Khải Huyền thì hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng là người đầu tiên xuất hiện. Như được ghi trong sách Khải Huyền chương 5 tại câu 5 và câu 9 có nói, khi Chúa Giêsu mở niêm phong của một quyển sách, 4 kỵ sĩ đã xuất hiện và kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng là người xuất hiện đầu tiên. Kỵ sĩ trắng sẽ cải trang thành Chúa Giêsu và phát động chiến tranh. Trong sách Ezechiel cũng có một đoạn tương tự. Satan được mô tả là chinh phục thế giới bằng sự lừa dối. Hắn sẽ khiến bản thân trông giống như một thiên thần ánh sáng. Nhiều người nghĩ rằng Chúa Giêsu mới là người cưỡi ngựa trắng. Chính Ngài đang sử dụng phúc âm để chinh phục thế giới. Nhưng sự thật không phải như vậy. Bởi vì đa số người trên thế giới ngày nay không hiểu về Chúa Giêsu Kitô thực sự và phúc âm mà Ngài rao giảng. Chính Satan đã sử dụng sự lừa dối để chinh phục thế giới và phát động chiến tranh. Sách Khải Huyền chương 6, câu 2 có nói về ngựa trắng đội phương miện, giải thích rằng Satan chính là Đức Chúa Trời của thời đại này. Hắn lừa dối mọi người, ngăn cản họ tin vào phúc âm. Satan và các tôn giáo giả dối của thế giới đã tạm thời kiểm soát thế giới cho đến khi Chúa Giêsu chân chính xuất hiện. Sự kiểm soát và ảnh hưởng này sẽ bị xóa bỏ. Kỵ sĩ trắng cưỡi bạch mã sẽ phi nước đại trong thời kỳ cuối cùng. Dựa trên đoạn mô tả trên có thể khẳng định rằng kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng biểu trưng cho chiến tranh, chinh phục hoặc thắng lợi. Cũng có người cho rằng nó biểu trưng cho dịch bệnh hay bệnh tật. Trên thực tế, việc kỵ sĩ trắng biểu trưng cho điều gì không quan trọng bởi những lời tiên tri mang tính tôn giáo không có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng trong Thế vận hội lại khác. Thông thường chúng ta cho rằng ngựa trắng là biểu tượng của sự trong sạch, tinh khiết, ánh sáng và thắng lợi. Nhưng những chi tiết kỳ lạ trong Thế vận hội khiến mọi người cảm thấy con ngựa trắng này chắc chắn không có biểu trưng cho sự công chính, mà ngược lại, nó còn là biểu tượng của cái ác. Sự xuất hiện của nó như ngụ ý rằng hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng, biểu tượng của ma quỷ Satan đã đến trần gian và là dấu hiệu của thời khắc tận thế. Điều này khiến nhiều người hoài nghi rằng những kẻ thờ phụng ma quỷ cố ý tạo ra khiến buổi lễ khai mạc lần này vô tình trở nên rối rắm và khó hiểu. Hay quốc gia này đang cố ý thể hiện tinh tế một điều gì đó. Bạn nghĩ gì về hình ảnh trong Thế vận hội Paris của năm nay? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.